Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và M2M Pharmacy. Kính chúc quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe và cũng như là nhớ đến với lại 5 địa điểm của M2M Pharmacy để nhận được sự phục vụ tốt nhất. Và phần 2 của chương trình sẽ là những kiến thức y khoa. Và thưa chị, trong một bữa dinner, phải không? Mình ăn những món salad rất là ngon hoặc là có một miếng bistec rất là hấp dẫn thì một ly rượu vang đỏ thì chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời, phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Như vậy thì hay là hôm nay đó mình bàn thử đi là tại sao trong những món ăn hoặc là mỗi ngày đó mà Mỹ Linh nghe nói là có một ly rượu sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Rượu đỏ thì dạ. Mình tất tiên là nghĩ là tất cả mọi người đều biết là rượu đỏ. Thì nếu mà nói những loại rượu thì mình có rượu đỏ nè, rượu trắng nè, rượu gạo, rượu mạnh ha. Thì mình biết rồi, rượu đỏ thì sách báo TV tất cả mọi người đều nói là rượu đỏ thì nó tốt cho cái hệ thống tim mạch. Đúng không? Đồng ý không? Nhưng mà cái đó nó cũng rất là một cái đề tài mà cũng vẫn mọi người vẫn tranh cãi từ hồi nào đến giờ. Nó có thật là tốt hay không? Rồi ngoài cái tốt ra nó có những cái gì không tốt hay không? Thì nói về trên cái phương diện của cái khoa học về y khoa đó thì mình nên bàn thảo chút xíu. Thì trong rượu đỏ nó có cái chất nó gọi là cái chất antioxidant đó. Cái chất antioxidant trong rượu đỏ nó là cái chất mà để làm cho cái rượu đỏ nó trở thành là một cái biểu tượng của để chống lại những cái lão hóa về những cái tế bào để mà nó giúp cho hệ thống tim mạch. Tên khoa học cái chất đó nó gọi là resveratrol. Cái chất resveratrol này nó ở trong cái vỏ của trái nho. Trái rượu đỏ thì phải làm bằng trái nho đúng không? Mỹ Linh đồng ý không? Không có nho là không có rượu đỏ. Đúng không? Thì trong cái vỏ của trái nho mà để người ta làm thành ra rượu đỏ đó thì nó mới có cái chất chemical, chất hóa học đó. Cái chất đó là nó lại nằm ở trong chỉ trong vỏ trái nho thôi. Trong vỏ trái nho thôi. Nên mình ăn nho mình lột vỏ đi, mình không có nhai luôn cái vỏ là mình không có được chút xíu nào về cái chất đó hết. Vậy hả chị? Vậy là khi mình ăn nho mình cũng nên ăn luôn cái vỏ luôn, rửa thật sạch ăn luôn hay? Đúng. Nhưng mà thật ra mình ăn nho thì cũng có đủ không đủ nhiều cho nên mình phải uống rượu hay là mình uống thuốc. Có những cái thuốc supplement nó bán nó là grape seed extract đó, ở trong cái hộp nho cũng có. Thì nó hay là những cái thuốc nho đó hay là cái thuốc mà nó để cái tên luôn là resveratrol. Thì mình mua cái thuốc đó, nhưng mà cái sự mà hấp thu cái thuốc resveratrol vô trong cái máu của mình á, thì nó rất là còn phụ thuộc vào cái phẩm chất của cái thuốc. Có thuốc á, thì nó được absorb nhiều hơn, có thuốc thì ít hơn. Nhưng mà uống rượu đó, một ly rượu khoảng cái ly mình uống rượu đó, thì nếu mà một ngày đều đặn một ly á, là người ta làm nghiên cứu người ta nói là tốt nhất. Ủa vậy hả chị? Là đều đặn, mỗi ngày mình đều có thể uống một ly? Mỗi ngày chỉ được nên uống một ly. Người ta nói vậy nè, phụ nữ thì mỗi ngày một ly. Tuổi nào cũng vậy, dưới 65 hay trên 65 cũng một ly. Nam giới đó, dưới 65 thì được uống 2 ly. Trên 65 thì chỉ được uống một ly thôi. Đó. Nhưng mà cái khó là bây giờ làm sao mà mình tự kiềm chế bản thân mình để mỗi ngày mình chỉ uống một ly rượu đỏ thôi, không bị nghiện, không được uống thêm những cái rượu khác nữa. Tại vì nếu mình uống nhiều quá thì thành mình bị alcohol rồi. Mà Mỹ Linh biết nếu mà mình bị alcohol, mình uống nhiều alcohol, nhiều rượu quá thì nó lại sanh bệnh tật, đúng không? Ngoài cái nghiện ra, ngoài cái mà bà nghiện uống rượu ra rồi, những hồi xưa mình có nói về bệnh nghiện thuốc rồi bệnh nghiện rượu nó sẽ ra những cái nông nổi như thế nào, đúng không? Nội mà bây giờ phải đi mua rượu tốn tiền về uống mỗi ngày rồi bao nhiêu là cái tai hại cho sức khỏe nữa, đúng không? Thì bây giờ mình nói chút xíu đi. Để Thiên Đăng nói trở lại nếu rượu đỏ nó tốt như thế nào. Mình nói là chung là nó tốt cho tim mạch thôi, nhưng mà chi tiết ra đó là nó tăng cái cholesterol, mà good cholesterol đó là chất mỡ tốt, nó tăng cái chất mỡ tốt ha. Nó giảm cái hệ thống mà nó làm đông máu đó, là mình không có bị
blood clot là đông máu nhanh chóng và không có bị những cái clot mà do những cái cholesterol mà bad cholesterol hư đó nó hình thành. Tại vì cái good cholesterol đó ở trong máu của mình đó là nhiệm vụ của nó là nó đi clean up những cái bad cholesterol trong máu. Cho nên mình có càng nhiều cái good là cái HDL đó thì cái LDL của mình là cái những hay là cái VLDL những cái cholesterol mà hư đó thì nó sẽ được lấy đi đó. Rồi nó làm cho cái blood vessel của mình nó lâu bị cứng đi, nó tráng lại, nó làm cho cái thành của những cái mạch máu đó nó được mạnh khỏe lâu ngày hơn. Ồ, như vậy là khi mà máu huyết đó, nó sẽ lưu thông một cách tốt hơn. Tại vì nếu như mà bị block đó, thì máu huyết không có lưu thông được, phải không chị? Nó dẫn tới những cái bệnh khác. Cho nên khi mà máu huyết lưu thông tốt thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình trở lại mình nói là nếu mà uống rượu nhiều quá thì như thế nào? Đúng không? Uống rượu đỏ là tốt, nhưng mà chỉ uống chừng mực thôi, mỗi ngày một ly. Nếu mà uống nhiều quá, hay là vừa uống rượu đỏ, vừa uống bia, vừa uống rượu trắng, vừa uống sake, vừa uống đủ thứ hết, thì tai hại nó sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào? Mỹ Linh nói rồi, thứ nhất là gan, đúng không? Đúng rồi. Lá gan của mình nó sẽ lâu ngày nó sẽ hư hại. Gan nó sẽ lại không nổi. Sơ gan, đúng không? Đó, bị gan với lại bị pancreas là bị tuyến tụy đó, nó không có sản xuất ra được những cái enzyme để mà tiêu hóa thức ăn. Rồi thường mà những người uống rượu thường họ không có control được mình, nhất là nó ảnh hưởng tới não của họ, phải không chị? Họ không bao giờ mà họ biết họ đang làm gì hết á, phải không? Nó ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh, đúng rồi, tại vì chất rượu là nó đi lên trên, nó gọi là central nervous system, thì nó làm cho người ta bị confused, bối rối, rồi buồn ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi. Tại vì những cái đó là nó do từ trên cái não của mình, hệ thống thần kinh trung tâm của mình gây ra. Nhiều rượu quá thì nó sẽ gây ra như vậy, đúng không? Uống rượu nhiều nó cũng làm cho mình tăng cân, béo phì. Cho nên mấy ông uống rượu nhiều cái bụng hay bự. Uống rượu nhiều quá thì cũng sẽ bị bệnh tim mạch. Rất là rượu đỏ lại tốt cho tim mạch, nhưng nếu uống nhiều quá thì lại bị tim mạch. Đúng rồi, đó. Cho nên khi mà mình nghe như vậy mình thấy tốt, nhưng mình phải cân nhắc, mình phải biết phán đoán khả năng cái bản thân của mình. Mình là cái người biết tự chủ, mình là cái người biết tự tự giác, hay là mình là cái người dễ bị dụ, đúng không? Nếu dễ bị dụ thì tốt nhất được, đúng không? Dễ bị sa ngã. Đúng không? Cái uống rượu mỗi ngày thì đa tin là nó ghiền. Nhiều người uống mỗi ngày một ly rượu đỏ rồi đó, những ngày không uống cảm thấy rất là thiếu cái gì đó, không có chịu được. Mà uống một ly rồi nhiều khi thấy không đủ dose, cứ uống thêm một ly nữa. Khi qua ngày sau uống không đủ dose, uống thêm nữa. Cho nên nếu mà mình đã từng uống rồi, mỗi ngày một ly đều đặn mà mình vẫn giữ được như vậy đó, thì Tina khuyến khích mấy bác nên tiếp tục. Mà nếu mà mình hồi xưa mà mình biết là mình nhậu nhẹt, trác tán này nọ đó, rồi mình bỏ đi, bây giờ mình muốn trở lại có cái thói quen uống rượu đó, thì mình nên cân nhắc một chút xíu trước khi mình quyết định. Tại vì mình không control được thì mình phải có sự lựa chọn khác. Đúng rồi. Cũng nguy hiểm quá. Nhưng mà thực ra khi mà mình ăn thức ăn mà mình có thêm một cái ly rượu đỏ, thực ra nó giúp cho cái men tiêu hóa của mình cũng tốt hơn nữa. Nó giúp cho việc hấp thụ thức ăn và tiêu hóa rất là tốt, rồi tim mạch cũng tốt, thì dĩ nhiên tại sao mình lại không uống, dạ vừa ngon lại vừa bổ nữa. Nhưng mà cũng phải cân nhắc, phải không chị? Cũng nguy hiểm quá. Rượu nó làm cho thức ăn được mình ăn được ngon miệng hơn. Đúng rồi, thì kích thích cái vị giác của mình dữ lắm. Đúng rồi, rất là hấp dẫn. Chính bản thân Tina cũng vậy thôi, lúc bữa nào mà ăn ngon hay là bữa nào mà có bạn bè vui, muốn ăn cho nó ngon để mà trò chuyện cho nó vui, thì cũng thích có ly rượu để mà làm cho mình cảm thấy cái bữa ăn nó ngon, và nó làm cho cái feeling, cái life của mình đó, mình cảm thấy được vui vẻ hơn. Cho nên là thử thử như vậy đó. Thì chị lúc nào ấy là rượu thì chắc chắn là phải được làm từ nho, mà nho lại có nhiều chất antioxidant như vậy, nó lại làm rất là tốt. Như vậy thì chị có khuyến khích là mọi người á nên đến những uống sử dụng những cái loại thuốc supplement làm từ nho không chị? Chị có khuyên ở khán giả của chúng ta nên sử dụng những cái loại thuốc đó để tốt hơn không? Có những cái supplement mà nó có nho, nó làm từ nho, và nó có những cái chất khác nữa.
nó gọi là antioxidant supplement, thì Tina nghĩ là mình nên uống cái đó hơn là cái supplement mà từ nho không. Nếu mà mình uống cái supplement từ nho không đó thì nãy như mình nói đó, mình nên mua cái thuốc tốt hơn là cái thuốc không tốt. Thì cũng khó làm sao mà biết được thuốc này tốt, thuốc kia không tốt. Thì có thể là mình hỏi người dược sĩ của mình, hoặc là mình có thể mình tự nghiên cứu, mình lên trên Google, mình vô sao phone, mình bấm vào mấy chữ rồi mình nghiên cứu thử coi, mình coi cái sản phẩm nào tốt. Mình mua ở những cái nơi mà nó có tiếng, chẳng hạn như mình mua ở GNC Nutrition, mấy cái tiệm mà chuyên bán vitamin. Tệ nhất là mình nên mua ở trong Costco. Costco thì thường thường Costco, Tina tin rằng những cái product mà bán trong Costco là nó đều từ trên trung bình trở lên, chứ nó không có dưới trung bình. Tại Costco họ chọn lọc những cái sản phẩm để họ bán, đúng không? Thì mình nên mua những nơi đó và mình uống. Thì nó không có hại gì hết, thực sự nó có giúp đỡ, giúp được hay không thì mình thật ra Tina cũng không biết chắc. Tại vì cái mình nói mình biết là nó tốt đi, nhưng mà mình nãy mình nói rồi, nó có hấp thụ được vào trong máu của mình hay không, tùy cơ thể của mỗi người cái sự hấp thụ. Câu hỏi. Đó. Nhưng mà nói chung một ly rượu nho mỗi ngày, rồi cộng thêm mình cũng lâu lâu ăn vài ký nho rồi xong rồi uống thêm supplement thì cũng tốt thôi, phải không chị? Thực sự nho là một trái cây quá là ngon, cho nên Mỹ Linh nó lại thường hay ăn mà đi lột vỏ nho, vậy là một sai lầm, phải không chị? Đúng rồi, cái vỏ nho mới là ngon. Tina lại thích cái vị chát ở trong cái vỏ nho, nó có cái vị chát chát. Nếu mình lột cái vỏ ra rồi nó hết chát rồi, nó không ngon nữa. Cái hộp nho nhiều khi mọi người, có những người người ta cũng ăn luôn đó, tại vì trong cái hạt nho nó cũng có cái chất reverse retro trong đó đó, Mỹ Linh. Dạ, đó, như vậy là cả một quả nho cứ việc rửa sạch sẽ bỏ vô ăn luôn là đúng cách nhất là coi như lấy được hết tất cả chất bổ luôn, phải không chị? Mà rượu đỏ thì cũng có rượu ngon, rượu dở, rượu tốt, rượu không tốt đó. Có những nơi mà họ bán những chai rượu đỏ 3 đồng, 2 đồng 99, thì uống nó rất là lạc, nó không có đủ cái nồng độ, thì cái chất rượu trong đó nhiều khi nó cũng ít, nó không nhiều, đúng không? Có thể họ pha những cái chất rượu khác trong đó. Cho nên khi mình mua rượu mình uống, mình cũng phải cân nhắc chút xíu. Thà mình uống mỗi ngày một ly thôi, một chai rượu được 6 ly, đúng không? Thì có thể mình mua rượu tốt một chút đó. Còn bác, mấy bác mà biết làm rượu nho đó cũng có thể tự làm rượu nho mà mình uống được. Tina đã từng làm rồi. Nó cũng dễ lắm. Bây giờ cứ Google lên YouTube làm rượu nho như thế nào. Cho nên phải có cái cell phone rồi đó, phải có cái smartphone đó, vừa coi vừa làm. Và thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục giới thiệu đến cho quý khán giả những dịch vụ tuyệt vời tại M10 Pharmacy.